Có bao giờ bạn cảm thấy bối rối khi mà bị đau răng, chảy máu lợi hoặc là xương lợi mà không biết là cần phải làm gì hay không? Hãy xem hết video để có câu trả lời bạn nhé. Xin chào, lại là bác sĩ Anh Thư đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video chia sẻ kiến thức răng miệng dành cho mọi người. Chủ đề ngày hôm nay đó là xử trí như thế nào khi chúng ta gặp những cái trường hợp cấp cứu trong nha khoa. Bạn có biết là bất kỳ các cái trường hợp cấp cứu trong nha khoa nào cũng không thể lơ là được, bởi vì nếu mà chúng ta bỏ qua chúng thì cái vấn đề răng miệng có thể trở nên rất là nghiêm trọng, thậm chí không thể hồi phục. Đầu tiên chúng ta cần phải nói tới đó chính là tình trạng đau răng. Đau răng chính là cái hiện tượng mà rất nhiều người gặp phải, và trong mỗi cái tình huống như thế rất nhiều người không biết phải xử lý như thế nào. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau răng, ví dụ như là các cái tổn thương liên quan đến răng, thậm chí là những cái tổn thương liên quan đến các cái vùng quanh răng. Tuy nhiên là để biết chính xác thì các bạn sẽ cần đến gặp bác sĩ. Việc trước tiên để làm giảm tình trạng đau răng đó là chúng ta hãy súc miệng với một vài ngụm nước ấm. Hãy làm sạch răng với chỉ tơ nha khoa để phát hiện ra các cái vấn đề ở trên răng. Sau đó thì bạn có thể làm dịu nhẹ cái cảm giác đau bằng cách chườm đá ở phía ngoài mặt. Có thể sử dụng thuốc giảm đau paracetamol để làm giảm các cái cơn đau tức thời. Tuy nhiên đây chỉ là những cái cách giảm đau tức thời mà thôi. Bạn cần phải đến gặp bác sĩ nha khoa để phát hiện các cái vấn đề và xử trí kịp thời. Vấn đề thứ hai đó chính là hiện tượng nứt vỡ răng. Đôi khi có thể do một cái nguyên nhân nào đó, ví dụ như bạn cắn phải đồ cứng dẫn tới hiện tượng mẻ vỡ răng. Trong trường hợp này thì các bạn nên theo dõi xem là cái miếng vỡ nó có kích thước như thế nào, phần răng còn lại thì có ê buốt hoặc là đau nhức gì không. Sau đó thì các bạn có thể súc miệng với một cái ngụm nước ấm để làm giảm cái cảm giác khó chịu. Trong trường hợp mà cái miếng vỡ gây ra ê buốt và đau nhức nhiều thì chắc chắn là các bạn cần phải đến khám bác sĩ nha khoa càng sớm càng tốt. Vấn đề thứ ba đó chính là răng bị rơi ra ngoài. Khi mà chúng ta gặp chấn thương thì rất có thể răng của chúng ta sẽ không còn nằm ở trong ổ răng nữa mà bị rơi ra phía ngoài miệng. Trong trường hợp này thì các bạn hãy thật là bình tĩnh, hãy giữ lại cái chiếc răng đó và rửa sạch với vòi nước. Tuy nhiên là chúng ta nên lưu ý là chỉ được chạm tay vào cái phần thân răng, không chạm tay vào cái phần chân răng vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự kết nối răng sau này. Các bạn có thể bảo quản răng với nước muối sinh lý hoặc là sữa tươi không đường. Sau đó thì cố gắng đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể. Với các cái trường hợp răng bị rơi ra ngoài dưới 6 giờ thì cái tỷ lệ giữ lại răng là rất cao. Vấn đề thứ tư đó chính là vấn đề mắc kẹt các cái dị vật ở trong răng. Ví dụ như là bị mắc các cái loại xương ở giữa các cái kẽ răng hoặc là mắc các cái loại hạt hoa quả ở trong các cái hốc của lỗ sâu. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể sử dụng chỉ tơ nha khoa để làm sạch vùng kẽ răng, hoặc là thậm chí bạn có thể sử dụng một cái chiếc nhíp nhỏ để gắp bỏ các cái phần xương kẹt ở giữa các cái kẽ răng. Với những cái lỗ sâu mà dễ bị mắc thức ăn thì các bạn nên đến gặp bác sĩ nha khoa để làm đầy, để tránh các cái hiện tượng sau này thức ăn sẽ bị đọng lại thường xuyên. Vấn đề thứ năm đó chính là hiện tượng bong rụng các cái cầu chụp răng. Trong trường hợp này thì bạn cần phải giữ lại các cái cầu chụp răng này và liên hệ ngay với bác sĩ nha khoa để kiểm tra xem là mình có thể gắn lại được hay không. Vấn đề thứ sáu đó chính là hiện tượng trật khớp thái dương hàm khiến cho bạn không thể đóng miệng lại được. Với trường hợp này thì chúng ta cần phải đến gặp bác sĩ nha khoa càng sớm càng tốt. Để làm giảm nhẹ sự khó chịu thì các bạn có thể dùng tay để massage hai vùng khớp ở hai bên. Với một số bệnh nhân mà có hiện tượng trật khớp thái dương hàm mãn tính thì các bạn đã quá quen với cái tình trạng này thì tốt nhất là các bạn nên hạn chế cười hoặc là há to miệng quá mức dẫn tới hiện tượng trật khớp thái dương hàm tái diễn thường xuyên. Vấn đề thứ bảy đó chính là tình trạng áp xe răng. Áp xe răng chính là một cái tình trạng viêm nhiễm cấp tính ở cái vùng chân răng tương ứng với cả răng bị viêm nhiễm. Trong trường hợp này thì các bạn nên súc miệng với nước muối sinh lý ấm để loại bỏ các cái phần thức ăn và mảnh vụn vi khuẩn ở trong miệng. Sau đó thì các bạn nên liên hệ sớm với bác sĩ nha khoa để điều trị triệt để nguyên nhân. Do áp xe răng thì sẽ có nguy cơ dẫn tới nhiễm trùng huyết rất là nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề thứ 8 đó chính là vấn đề chảy máu lợi. Trong trường hợp này thì các bạn nên súc miệng sạch với nước muối sinh lý. Sau đó nếu mà cái vị trí chảy máu quá nhiều thì hãy cắn gạc trong khoảng 30 phút. Nếu mà sau khi bỏ gạc mà tình trạng chảy máu không cầm thì bạn nên liên hệ ngay với bác sĩ, bởi vì có thể nó sẽ liên quan đến những cái viêm nhiễm tại chỗ hoặc là những cái tình trạng bệnh lý toàn thân, ví dụ như các cái vấn đề về máu. Vấn đề thứ 9 đó chính là các cái vấn đề liên quan tới niềng răng. Ngày nay thì các bạn trẻ cũng như những cái người lớn đi niềng răng rất là nhiều. Do đó không ít các trường hợp các bạn sẽ gặp phải những cái vấn đề cần phải giải quyết khi mà niềng răng. Ví dụ như là bong rụng mắc cài hoặc là mắc cài cọ sát gây loét miệng. Với trường hợp mà bong rụng mắc cài thì các bạn cần phải giữ ngay chiếc mắc cài đó lại và liên hệ với bác sĩ để được gắn lại càng sớm càng tốt. Với trường hợp mà mắc cài hoặc là dây cung cọ sát với niêm mạc miệng gây ra tình trạng đau nhức hoặc là viêm loét thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị các cái dụng cụ, ví dụ như là sáp nha khoa hoặc là các cái miếng bông gạc để che đậy những cái vị trí cọ sát này.
Với trường hợp mà dây cung quá dài, cọ vào niêm mạc miệng thì hãy liên hệ với bác sĩ để được xử lý kịp thời. Trên đây là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến việc xử lý các cái vấn đề cấp cứu trong nha khoa. Nếu bạn còn bất cứ vấn đề gì cần được giải đáp thì hãy comment dưới phần bình luận để được bác sĩ tư vấn sớm nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.